Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Thay thế nhân sự, cắt chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm cao tốc Bắc Nam. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án kịp thời xử lý, thay thế nhân sự, điều chuyển khối lượng nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Đường Hồ Chí Minh, giám đốc các doanh nghiệp dự án, công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn đường cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm, Vĩnh Hảo, chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Theo đó, về công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giám đốc các đơn vị nêu trên phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện 366 ngày 21 tháng 4 năm 2022. Đồng thời, giám đốc các đơn vị cần chủ động rà soát các tồn tại, vướng mắc phát sinh về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu cung cấp cho từng dự án, kịp thời làm việc với các địa phương để giải quyết, tháo gỡ. Đối với mỏ vật liệu, giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư công, giám đốc các doanh nghiệp dự án BBB, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các điều kiện, thủ tục về giấy phép đối với các mỏ vật liệu còn lại theo quy định, đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án. Đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45, địa bàn tỉnh Ninh Bình, đoạn Nha Trang, Cam Lâm, địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đoạn Cam Lâm, Vĩnh Hảo, địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Về tiến độ thi công, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể theo từng điểm dừng kỹ thuật, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá tiến độ thi công thực tế, đối chiếu với tiến độ từng hạng mục công trình theo cam kết của nhà thầu. Nếu chậm so với tiến độ yêu cầu, phải có giải pháp đẩy nhanh để bù khối lượng trong tuần, tháng sau. Giám đốc ban quản lý dự án đánh giá số mũi thi công, thiết bị và nhân lực trên công trường của từng gói thầu để đáp ứng kế hoạch tổ chức thi công, kịp thời xử lý, thay thế nhân sự, điều chuyển khối lượng công việc nếu cần thiết trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn bước lập dự án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của địa phương, thực hiện khảo sát, xác định cụ thể, chi tiết đối với các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án. Đồng thời, giám đốc các ban quản lý dự án phải phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm tra khung chính sách giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.